Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 30 Tết. Đến thời điểm này thì công việc chuẩn bị đón Tết ở nhiều gia đình đã hoàn tất. Để có một cái Tết sum vầy sung túc, từ nhiều ngày qua, không khí mua sắm vật dụng trang hoàng nhà cửa, thực phẩm ăn uống trong 3 ngày Tết đã rộn ràng. Nếu như với những gia đình khá giả, việc chuẩn bị tươm tất đón xuân là một niềm vui, thì với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đây lại là nỗi lo khi họ phải chạy gạo từng bữa. Với tinh thần để mọi người đều có Tết, bằng nhiều việc làm thiết thực, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cùng các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh đã chung tay chăm lo Tết cho người nghèo. Người có hoàn cảnh bất hạnh đón một cái Tết Mậu Tuất vui tươi, đầm ấm. Một ngày cuối năm Đinh Dậu, chúng tôi đã theo chân nhóm từ thiện nhân ái phường 8 thành phố Bạc Liêu về xã Phong Thành A, thị xã Giá Rai. Hơn 40 phần quà đã được nhóm chuẩn bị từ sự đóng góp của các thành viên. Đó chỉ là gạo, nước mắm, nước tương, những vật dụng nhu yếu phẩm thông thường nhưng được gọi là quà để người nghèo ăn Tết. Vì với người nghèo, cuộc sống là chạy ăn từng bữa, cái họ lo là cơm áo thượng ngày. Và khi nỗi lo về miếng ăn không còn nữa, với họ đó là ngày xuân. Chưa có chuẩn bị gì hết trơn á. Có cái trái không mà dở ra, chưa có tiền mua lá là làm lại nữa đó. Và Tết đồ nãy kia, cái gì mà nó ngay chuẩn ấp cũng kêu hết. Nghe kêu là mừng à. Có đường đồ nãy kia đủ trơn rồi. Thì mẹ con ăn đâu có nhiêu. Ai đứa nào có gì thì đem lại cúng. Thôi chứ mình cũng đâu có mua, không có mua mần bánh, mần trái chứ. Ngoài ra không mần bánh khéo, bánh mứt gì hết. Chỉ lo gạo à. Cậu có gạo là ăn là được rồi đó. Tiền bạc thì năm nay cũng eo hẹp nữa. Rồi nghe được, nghe nói từ lòng hảo tâm để cho quà, cho đồ gì đó cũng rất mừng. Rằng mình có quà, có gạo rồi mình ăn Tết thì cũng đỡ phần nào. Chứ gia đình khổ mà nghe nói thì phải mừng rồi đó. Rồi mới đi vô này xin thì Tết mình khỏe rồi đó, mình lo được món đó mình khỏe rồi. Yêu cầu có gạo, rồi bột ngọt, nước mắm đồ, dầu ăn đồ mình đủ rồi. Còn cá mắm đồ thì mình tự tạo ra, chứ mình có nhiêu thì nên nhiêu. Mình cũng rất mừng đi ăn Tết cũng vui vẻ, kệ đi, nghèo mà ăn Tết theo nghèo. Không cầu kỳ xa hoa, không bánh kẹo mâm quả mà lòng vui khôn xiết. Vì với hoàn cảnh của cụ bà Nguyễn Thị Gết, 70 tuổi, ngụ ấp 4A, xã Phong Thành A, thị xã Giá Rai, đơn chiếc sống một mình. Cái bà cần cũng chỉ là cơm gạo để bà ngơi tay, không phải mua gánh bán bưng trong 3 ngày Tết. Không có tiền, rồi tới giờ cũng chưa có chuẩn bị gì hết. Rồi bây giờ bữa nay mấy cô qua vô cho quà tôi thì tôi cũng rất cảm ơn. Chính quyền địa phương với mấy em mừng. Nghe mấy cháu nói điện hôm qua lại mừng, bữa nay ở nhà đó. Thì hồi trời sáng tới giờ cũng mừng lắm. Mấy em lại cho quà ăn Tết. Qua cái chia sẻ với bà con nghèo á, thì mình rất là thấy bà con rất vui, mà mình còn vui hơn bà con nữa. Tại vì mình chia sẻ được phần nào khó khăn của bà con. Nên là về coi như chị em vui hơn, thấy bà con vui mà mình còn vui hơn bà con nữa. Nên là... về trong nhóm cứ nói hoài, nói có điều kiện thì cứ chia sẻ với bà con nghèo. Thì cũng các bạn cứ nói thôi tụi tôi đi không được, thì chị cứ làm cầu nối để chia sẻ với bà con nghèo vùng sâu vùng xa, với những người mà có điều kiện khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, Tết tuy đơn sơ nhưng lại đầy ắp tình người. Đó là điều mà chúng tôi cảm nhận và thật sự xúc động trước niềm vui của bà con nghèo khi đón nhận sự sẻ chia từ cộng đồng. Rời xã Phong Thành A, thị xã Giá Rai, chúng tôi đã đến thăm hội người mù tỉnh Bạc Liêu. Ở đây, ngoài những đồng tiền ít ỏi được góp lại từ công việc massage, bấm huyệt, làm tâm của một số hội viên khiếm thị và sự hỗ trợ của một số nhà hảo tâm, bữa cơm hàng ngày ở hội phần lớn đều tự cung tự cấp, từ cọng rau, con cá quanh trường. Đời sống sinh hoạt còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Với hội người mù, có lẽ những ngày cận Tết là những ngày hạnh phúc nhất, vì đây là thời điểm các thành viên được cảm nhận rõ hơn tình yêu thương của cộng đồng dành cho người khuyết tật. Không khoảng cách kỳ thị, mà thay vào đó là những cuộc viếng thăm trò chuyện thân mật. Hôm chúng tôi đến là lúc hội người mù có thêm niềm vui, đó là hội được đón tiếp
và nhận quà chúc Tết của bà Trần Tuyết Trân, chủ tiệm vàng Nga Trân và hệ thống Villa Shop của thành phố Bạc Liêu, một trong những doanh nghiệp thường phát tâm từ thiện. Hôm nay tôi đến đây thì tôi thấy phát quà cho mấy cô chú anh chị đây. Tôi thấy mọi người rất là vui và phấn khởi. Và cũng lần đầu tiên đến đây thì thấy là mấy hoàn cảnh của cô chú anh chị đây cũng rất là khó khăn trong sinh hoạt, thì cũng như là thiếu thốn vật chất rất là nhiều thứ. Cũng mong là mọi người quan tâm đến hội người mù, tới hoàn cảnh của cô chú anh chị đây, hỗ trợ cho cô chú anh chị đây nhiều hơn. Cái hoàn cảnh của những người mù, những người khuyết tật ở đây nói chung là hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Ở gia đình thì cái điều kiện chăm sóc không có tốt, không có điều kiện học hành. Cho nên tất cả những người mù có mặt ở đây và những người khuyết tật ở đây là những người ở trong tỉnh của mình, tỉnh Bạc Liêu. Và đồng thời cái người mù trong tỉnh mình bây giờ nó nhiều lắm, tức là 1.252 người lận. Nhưng mà những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xin đến ở với hội này rồi rèn luyện học tập, để vừa có một cái nghề để sau này hòa nhập cộng đồng, có cái tự lo cuộc sống, vượt lên chính mình tốt hơn. Cho nên tất cả những người đến đây đều là khó khăn vấn đề vật chất rồi vấn đề tinh thần, mà khi đến đây rồi cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn, dù rằng cuộc sống ở đây cũng còn thiếu nhiều thứ, nhưng mà vẫn là vấn đề tinh thần thì coi như tương đối đầy đủ. Bữa nay qua cái các đoàn đến thăm thì nhận thêm một lần quà nữa để chuẩn bị cho Tết, thì cái điều này chúng tôi hết sức là phấn khởi. Có nghĩa là trong cuộc sống của mọi người dân ở ngoài xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng mà vẫn nhớ tới những người khuyết tật, những người khó khăn trong cuộc sống mà đến đây tặng quà, dù là không nhiều nhưng mà cũng gọi là với tấm lòng chia sẻ với nhau lá lành đùm lá rách. Thì điều này là ban lãnh đạo được là các cái đoàn, các cá nhân mà đến giúp đỡ này thì coi như ban lãnh đạo cũng rất mừng, mà tôi nghĩ là người mù ở đây cũng rất phấn khởi trong cái chuẩn bị đón xuân mới đây. Buổi trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng động lại trong lòng chúng tôi niềm thương cảm khó tả. Bởi ngoài điểm chung là sự lạc quan vượt lên số phận, mỗi người còn có những hoàn cảnh riêng. Và có lẽ với các thành viên của Hội Người Mù, cái Tết này sẽ là cái Tết nhiều kỷ niệm khó quên, vì bên cạnh sự quan tâm chăm sóc của Đảng và Nhà nước, họ còn được đón nhận nhiều tình cảm từ những tấm lòng thiện nguyện. Tôi cảm thấy mọi người đến đây tặng quà cho hội mỗi thành viên, tôi rất là vui. Đây là một mái nhà chung của Hội Người Mù tỉnh Bạc Liêu. Tôi rất là phấn khởi khi được mọi người quan tâm và mong xã hội quan tâm giúp đỡ Hội Người Mù nhiều hơn để cho cuộc sống anh chị em trong đây đỡ vất vả hơn. Ở đây là mái nhà chung á, rồi anh em sinh hoạt chung người quen, cho nên là khi mà mình về nhà rồi mình mong muốn được lên đây được ăn Tết chung với tất cả các anh chị trong hội rồi cho nó vui, tại vì anh em đó giờ sống gắn bó với nhau, đồng cảnh ngộ với nhau á, cho nên rất là thương yêu nhau. Mà hội cũng gặp nhiều khó khăn, mong ước của em thì được các anh chị rồi doanh nghiệp đồ quan tâm đồ để giúp đỡ thêm cho hội, để cho những anh em ở trong hội á, từ người khuyết tật chân tay tới người mù á, được có một cuộc sống ổn định, vui và cùng chung với hội để mà vượt lên chính mình. Những món quà nhỏ trao tay, những phong bao lì xì đỏ thắm không chỉ mang ý nghĩa vật chất giúp người khuyết tật có cái Tết đủ đầy, mà còn giúp họ xóa mờ mặc cảm, tin yêu hơn vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến những hoàn cảnh bất hạnh, có lẽ trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng được quan tâm nhiều nhất, đặc biệt là khi xuân về Tết đến. Dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 này thì cùng với tỉnh, thành phố tổ chức nhiều cái hoạt động là mừng Đảng, mừng xuân, thì chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, rồi đối tượng bảo trợ người già neo đơn, là được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy thì phường cũng tập trung là chăm lo cho là các em, nó là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như là trẻ mồ côi cha, mồ côi mẹ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, và kể cả là các bé khuyết tật, thì phường cũng tổ chức một cái buổi là sinh hoạt, đó là cho các bé với chủ đề là mùa xuân cho em, để là các bé cảm thấy là mình luôn là được sự quan tâm, chia sẻ của là người thân, cộng đồng và xã hội đối với các bé. Và tuy cái phần quà là rất nhỏ nhưng mà cũng tạo là thể hiện cái tấm lòng tình cảm của địa phương cũng như là của là các mạnh thường quân, đó là trong địa ngoài địa bàn phường đã đồng hành cùng với phường là chăm lo cho các bé trong cái dịp xuân về. Với trẻ nhỏ, Tết không khác gì ngày hội.
trẻ sẽ được mặc áo mới, thỏa thích ăn ngon và được nhận lì xì. Nhưng với các em có gia cảnh khó khăn, thì Tết đôi khi chỉ là cái nhìn ao ước. Tham dự buổi trao quà cho hơn 70 trẻ em khó khăn, mồ côi và khuyết tật của phường 1 thành phố Bạc Liêu, chúng tôi cảm nhận được niềm mong ước ấy qua đôi mắt của các em. Một phần quà bánh nhỏ, một buổi sinh hoạt vui chơi cộng đồng là hương vị ngày Tết của các em, là niềm vui mà những đứa trẻ khó khăn như các em hiếm khi có được. Dạ, hôm nay có mấy anh chị đến đây chơi vui. Dạ, con có những xuất quà của mấy cô chú, với con có tiền. Năm mới con ước cô con với ông nội được mạnh khỏe. Con ước con được học giỏi. Dạ, con tới đây nhận quà Tết của cô chú anh chị, con cảm thấy rất vui và cảm động. Con cảm động vì cô chú anh chị đã tạo ra một sân chơi cho các con. Số tiền mà cô chú anh chị tặng con sẽ dùng để con mua sách vở để con học. Năm mới con ước được con đi được, con hết bệnh, rồi con học giỏi. Kìa gió mới đang về đây, về trong mắt trăm. Kìa gió mới đang về với hồn ta. Ngày nắng ấm thơm hương còn vương những giọt sương để hoa thắm mùa xuân. Đứng bên đời hòa chung tiếng ca xuân về. Bên trời đào quét sắc bên mây, rồi Tết xuân sang, Tết xuân về, Tết vui cùng người già và trẻ thơ. Bao yêu thương hân hoan gia đình, rồi Tết sang màu cùng chúc nhau lời thiết tha nhớ. Quý vị và các bạn thân mến, thời khắc đón chào năm mới Xuân Mậu Tuất 2018 đang đến rất gần. Hy vọng với truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, lá lành đùm lá rách, trong vòng tay yêu thương, quan tâm của chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, thì người nghèo nói chung, người già, người khuyết tật và trẻ em nói riêng sẽ có một cái Tết đầm ấm và sung túc. Chúc nhà nhà hạnh phúc, bình an. Chuyên đề đặc biệt 30 Tết mừng Xuân Mậu Tuất 2018 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.